À, thưa các bạn, mình làm clip giới thiệu đồ bãi nha, thanh lý với lại để giới thiệu nha. Ok, thì bữa nay trả được 9 đơn nha, 9 đơn cho những khách gấp, còn một số đơn nữa thì mình trong tối nay mình sẽ cố gắng làm nha. Tối nay làm xong thì mình sẽ ráp test test bộ này cho chạy nha. Ở đây sáng đi nè, sáng mình lấy được một cái bo. Cái bo này cực hay các bạn. À, đố các bạn hai con ở giữa hai con gì nha. Hai con này là hai con này rất là hay các bạn, hai con sao ta? IC nha, hai con IC bốn chân á. Hai con IC bốn chân có nhiệm vụ đảo chiều. Hai con này rất là hay. Cái bo này là bo điều khiển động cơ DC nha các bạn. Điều khiển động cơ DC. Nó điều khiển được động cơ cho tới gần 100A nha. Sáng mình tra là như 80A, động cơ DC, điều khiển pick, điều khiển PWM á, điều chế độ rộng xung á. Ok, thì bo này thì mình không có rõ test thì nó sẽ chạy ok không nha. Nhưng mà sẽ cố gắng. Tại vì có mấy đơn á. Có mấy đơn điều khiển này nè. Nè, một này. Và ở phía sau hai cái nữa nha. Nếu mà mình test để chạy ok thì mình sẽ lấy thêm để cho đủ giao cho khách. Các bạn thấy cái tên nó không cũng đã dư biết rồi nha. DC motor driver ha, tra mã này ra thì nó chạy tới 80A rồi. Quá kinh khủng. Chạy 80A. Thực ra nó ở giữa là hai con IC bốn chân, một lô một lốc mấy cái con sò ha, nhiều. Ok, cái này mình sẽ test trong tối nay, mình sẽ nhiệm vụ cái này với cái này. Bộ này thì đơn giản các bạn, bộ này thì không có gì. Bộ này á chính là bộ này nha. Đó, mình đã xài qua rồi cho nên mình thấy là mình biết. À, khả năng bộ này mình sẽ nâng cấp lên cái trục Z to lên, bự lên, hành trình cao lên để làm gì, để nó làm việc được những cái vị trí cao á, con hàng mình gá nó cao. À, ok, bộ này thì sắp tới mình cũng sẽ test chạy hết nha, làm chương trình chạy hết. À, khách nào cần thì mình cũng bán luôn nha bộ này. Ok, túm lại CNC thì hiện tại đang có bộ này là chưa có đơn các bạn. Máy kia chưa có đơn nha. Còn lại đây có đơn hết rồi nha. Cái máy này cũng bán luôn các bạn. Cái máy này mình nhận sửa lại bán 3 triệu cho anh khách quen. Thật ra nó gãy cái cảm biến ba chân. Với lại có thể cái trục XY á trong cái set cài đặt á, mình đã cài đặt nó nhầm hướng á. Khi mà nó về home á, nó chạy ngược lại các bạn ha. Khi nó về home thay vì về chỗ này nè, nó lại về ngược lại. Còn trục jack thì mình sẽ kiểm tra nha, hàng dây thắng vào và kiểm tra lại. Nói chung cái này mình nhận sửa lại nha, sửa ok lại rồi mình giao cho khách. Anh này cũng lấy thêm hai bộ trục A nha, để mình tính sẵn nhân tiện làm cho anh khách này thì mình cũng giới thiệu tới các bạn luôn nha. Mình sẽ làm lại hai cái hộp điều khiển trục A. À, khách nào cần một bộ á, cho mấy cái này anh mình thấy mấy khách mà hay hàng mic tự động á, mà hàng mic tự động á đó, thì ví dụ như cái trục A này đi, các bạn thấy cái bát nhôm à đó. Cái này mình chỉ làm để các bạn ở nhà chế cháo thôi nha, chứ làm công nghiệp thì cái bát này nó không chịu nổi các bạn nha. Làm công nghiệp thì phải là cứng vững hơn. Còn ở nhà mình chế cháo, mình hàn mấy cái vật nhỏ thì cái bát này dư sức nha. Nè, bộ trục A này dư sức, dư tải. Đó, mình làm một cái hộp điều khiển nha. Khi mình có thể chỉnh nhanh chậm nha, đảo chiều. Đó. Hoặc là mình chỉnh cho nó chạy hết một vòng nha. Hàng tự động và bán tự động nha. Đi 360 độ sẽ ngưng lại. Đó.
và sẽ kích qua tắt cái máy hàn. Nói chung không khó, đơn giản, quan trọng không thời gian thôi. Ok, mình quay thêm một ít đồ nhé. Hai cái máy này anh khách đang hỏi, cái này để một hai bữa nữa rảnh á, mua xăng mua nhớt nè, đổ vào mình test cho các bạn xem, chạy không khói. Một cái Mitsubishi, một cái Ryobi. Về chế độ chơi, cái này mình sẽ gắn cái pulley 3 tầng vô đây. Bữa nay cũng một bộ đi Hà Nội, bộ siêu phẩm đi Hà Nội, làm trọn bộ có luôn cái nguồn mà. Ngày mai giao một bộ Canada 12V nha, 12V Canada. Ngày mai giao bộ này đi cho anh khách. Cái này 1-2 ngày tới mà mình cũng tập trung mình làm hết nha. 3-4 bộ mình gom lại một lần mình làm luôn nha. Hàng 73 pha ra điều khiển. Bộ này của anh khách, để mình làm lẹ mình giao. Sắp tới mình cũng sẽ làm hai bộ này nha, hai bộ tua cao. Một bộ 320W và một bộ 580W. Cái này mình có một bao, mình giờ biết bỏ đâu. À đây nha, nó đây, nó có hai loại nha các bạn. Ủa trong đây cái gì nhóc đây nè, rulo nha các bạn, còn một cơ số rulo. Ồ, ở đâu động cơ đây nữa, rulo. Cái này mình tiếp tục mở bán 20k một cái nha các bạn, 20k một cái nha, không bao ship nha, mình chỉ thu vốn thôi nha, thu vốn thôi, lỗ công lỗ đủ thứ. 20k một cái, hàng rất là đẹp, hàng bao sống. Còn mấy cái rulo này mấy khách nào cần, sao nhét đây ta. Một bịch một cơ số lò xo. Bịch này lò xo mình bán Shopee các bạn, lò xo xịn á, lò xo tháo máy á, bán Shopee, bán lẻ, bán liên tục, bán hoài luôn nha, hàng xịn. Có nhiều anh khách cho những cái máy chuyên dụng á, cái máy họ buộc phải tìm lò xo Nhật, lò xo mua trên Shopee, lò xo Trung Quốc á, về nó không được thời gian, nó nhão mà, phải tìm những lò xo mà cho trong những máy đã máy ra đó mới được, mới đáp ứng được. Bịch này rất là nhiều luôn á, đổ ra một đống luôn các bạn. Bịch này khách nào lấy hết về làm gì làm. 300k các bạn. Cái này biết lỗ hay lời. 300k. Đống lò xo luôn, các kiểu con đà điểu. Lò xo xịn không nha. Cái này mình bao là lò xo tháo máy photocopy, rồi máy này máy kia nha, máy Toshiba, máy này máy kia. Lộn xộn. Tại bên bãi họ người ta gom lại một đống á, rồi mình tới mình mua thôi. 300k này cỡ 2kg á, 2kg hơn à, 2kg á. Vậy khách nào xài được xài. Cái này mà chủ yếu là xài chừng vài ba cái là thấy thu vốn. Ok, còn mấy cây rulo. Cái này đang bán ghiền, bán chơi mà, chứ việc cũng nhiều. Có này có kia. Đó, thì ở đây mình thấy được một cặp này nè. Một cặp này các bạn thấy nè, cái cao su của nó. À, cao su rất là mềm. Cao su mềm ngon. Cốt inox. Cao su này cái độ mà ma sát á, cao. Bạn nào dùng ép á thì nó ép nó giữ rất là tốt nha. Đó, một cặp này cũng vậy nè, chỗ này nó hơi bể xíu ha. Đó, nhưng mà trong thân thì ngon các bạn, không sao nha. Đầu này thì ngon.
Loại này loại chiên ép. Thấy cái độ nhúng rất là cao. Độ đàn hồi á. Này có xôi Nhật á. Cái này rất là nặng luôn các bạn. Mà mấy cái này mình mua mình cân ký á. Cho nên mình thu vốn cặp này 250k không bao ship nha. Cặp ngoài cũng vậy. Dài. Còn cây này, cây này 100k các bạn. Cây này rất là xịn. Cao su dày 2mm nha. 2mm. Cây này Shopee bán tầm 200. Về các bạn thể cắt ra nha. Nói chung chiều dài các bạn. Chiều dài 2 khoảng 35 nha. Khoảng 35 2 khoảng 35 nha. 30 35 cm. Cốt thì cái này thằng này cốt 8 nè. Thằng này ở trong 10 ở ngoài 8. Còn mấy con giảm tốc. Giảm tốc 24V xịn. Giảm tốc. Này cứ 100k con các bạn ha. Khách nào mua 2 con mình bao ship. Giảm tốc. Một cây rulo trắng trắng đẹp đẹp. Cái này 50k nha. Cốt 8. 50k. Cái này là mình quá quẩn các bạn. Ngày xưa cái máy tiện á, mình cắt ra nha. Mình cắt ra mình tiện mình đóng mặt đạn. Quẩn thiệt. Ba cái này 100k nha các bạn. Ba cái 100k nha. Ba cái 100k. Bình chứa khí của USA. Bình này giờ bán 800. Lúc mới mua về bán 1.250.000. Bán 800. Gần như là thu vốn. Hàng này hàng mới nha. Hàng có thùng có hộp luôn nha. Thùng gỗ còn đầy đủ hết. Có một khách mua về để chứa khí oxy y tế á. Sau đó làm một cái bộ mà chụp mặt nạ cho những người bệnh á, đem lên xe cấp cứu hay là xe tư nhân á. Gần đây nhất là những cái dù cái bộ dịch các bạn, khách đó là lấy bỏ lên xe phòng hờ dịch đó, khó thở quá. Bộ này thanh lý 300, có luôn cái bình nước à. Có luôn bình nước. Không có bơm nữa mà. Bơm khách nào mua luôn cái này thì 300 nữa, 600. 250 cũng được nha. Là 550. Này thu vốn. 550. À, 4 cây bán 2 cây còn 2 cây nha. Còn 2 cây, một cây của Nhật, một cây của Trung Quốc. Nè, Makita Nhật. TD135D. Còn 2 cây. Bao như mình tiêu đề mình nói, bao sống, bao zin, bao rơ, bao xài, 4 cái bao 14,4. Bán như vậy nha. 2 cây kia mình bán 750k các bạn. Cái này cũng 750k nha. Cái này bán giùm mình không có giảm giá. Cái này của China nha. Nhưng mà thật sự mình cũng chả quan trọng China hay không China. TD134DX2. Cái này lại mới hơn chút. Đầu nó không rơ. Bao sóng, bao zin, bao xài, bao rơ. Nhìn rất là ngon. 750. Ai mua 2 cây thì bao ship. Nhiều đồ quá, không biết từ đâu. Cái động cơ bơm các bạn, động cơ bơm 28V về chạy 24V, 300 mấy chục watt của Đức.
Giờ muốn thanh lý cái thùng này các bạn. Ủa nặng. 28V 13A 364W. 364W. Của Đức, Germany. Nặng khoảng 7 kg, 6-7 kg. Nó chạy 4 thang, thân to. Cái motor này mình bán lại 400k một cái nha. 400k một cái. 8 kg cỡ 8 kg nha. 8 kg 400k. Bán lỗ tính ra 50k một ký. Đó, thì cái đồng nó như vậy. Ở đây thì khách nào mua thì mình sẽ hàng dây ra nha. Hàng dây ra. Ở đây nó có hai cặp dây các bạn, phải biết hàng nha. Hàng ra. Hàng ra rồi test cho các bạn xem nha, test quay. Từ đây là mình chế ra nha, bắt pulley hay gì đó. Bán giá rẻ rẻ thì các bạn về chế thêm. Quay ngon êm nha. Vỏ nhôm 400k. Còn cái này cánh quạt vẫn còn nguyên, thân vẫn còn nguyên. Nhưng mà mình test nó chạy cả giật, cả xịt, cả xịt, xịt cả đuổi các bạn. Chạy không có ngon nha. Cái này bán sát nặng lắm luôn á. Cái này bán sát 150k nha các bạn. Bán 100k đi. Nặng lắm luôn. Tầm 3 kg. 100k. Bánh xe 50k một bộ. Loại này các bạn gắn cho những cái tủ cái gì nha. Nhưng mà chịu lực cỡ 4 bánh này chịu lực cỡ gần 100 kg đổ lại thôi nha. 100 kg đổ lại thoải mái các bạn. Hàng này hàng Nhật ấy. Hàng tháo máy Nhật chứ quên nữa. Lúc trước lưu đẻ nhiều con quá bạn. Mình nhà mình nuôi không nổi, cái mình đăng trên chợ tốt bán. Cái mấy hôm nay có mấy người đặt luôn. Nó cũng đang mang bầu. Hả luôn. Sắp tới đẻ bán bớt ra luôn. 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 Nha. Bán bớt nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.